Thủ tướng Cộng sản Việt Nam kêu gọi thúc đẩy bầu quy tắc ứng xử Biển Đông. Thủ tướng Cộng sản Việt Nam kêu gọi Đông Nam Á và Trung Quốc tăng tốc các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử Biển Đông mang tính ràng buộc pháp lý để giải quyết các tranh chấp theo luật quốc tế và ngăn phát sinh xung đột. Hàng loạt các tờ báo ở châu Á ngày hôm qua dẫn phát biểu của ông Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc họp thường niên của mạng lưới tin tức châu Á, tức ANN, nhấn mạnh sự cần thiết phải giải tỏa tranh cãi chủ quyền ở Biển Đông bằng các cuộc đối thoại ôn hòa và thương lượng trên tinh thần luật pháp quốc tế. Tại cuộc họp của 22 tổ chức truyền thông từ 19 quốc gia diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 9 tại Hà Nội, nhà lãnh đạo Việt Nam khẳng định hòa bình, ổn định, an toàn an ninh hàng hải là quan tâm và cũng là lợi ích chung của ASEAN, châu Á và cả thế giới. Ông Dũng cho biết thêm rằng Trung Quốc và ASEAN đã thống nhất phải hình thành bộ quy tắc ứng xử và phải hiện thực hóa nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về Biển Đông, vốn yêu cầu tất cả các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, thực thi tuyên bố ứng xử và thiết lập bộ quy tắc ứng xử Biển Đông. Vẫn theo lời ông, để có được hòa bình tại Biển Đông, không còn cách nào khác ngoài sự giám sát chặt chẽ và nghiêm túc từ các bên liên quan đối với việc thực thi tuyên bố ứng xử và các nỗ lực chung cho một bộ quy tắc ứng xử. Thủ tướng Cộng sản Việt Nam đề nghị, trong khi chờ đợi có một bộ quy tắc cưỡng hành và rõ ràng, các bên nên hành xử tự chế,